Kính thưa quý vị và bà con nông dân, hơn lúc nào hết giữa mùa hạn mặn năm 2016, chúng ta mới thấy hết tầm quan trọng của kinh nghiệm nhất nước đối với trồng trọt mà ông bà xưa đã đúc kết. Dân chương trình hôm nay xin phản ánh tầm quan trọng ấy trong quá trình kiểm soát xử lý nước tưới cho bưởi da xanh của tổ viên tổ hợp tác bưởi da xanh ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho.
dần nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát xử lý nước tưới cũng như cân đối phân bón phù hợp của bản thân nông dân cùng sự vào cuộc của các nhà chuyên môn, nhất là tận dụng và vận hành nguồn nước dự trữ trong hệ thống cống đập trữ ngọt ngăn mặn một cách đồng bộ thì mới có thể duy trì sản xuất, bảo vệ có hiệu quả năng suất cây trồng. Thưa anh, thì hiện nay thì tổ hợp tác mình là có bao nhiêu hộ đã nhiễm mặn rồi và còn bao nhiêu hộ là vẫn xử lý được để giữ lại vườn bưởi của mình ha? Nói chung là ở trong cái tổ hợp tác bưởi này, từ khi mà có bị nhiễm mặn thì ít nhiều đều bị nhiễm mặn hết, nhưng mà cái người mà mình phổ biến mà người nào người ta tích cực mà người ta xử lý á, chẳng hạn như người ta lấy rơm lục bình đậy gốc rồi bón thêm lân vôi hoặc là xịt thuốc vi lượng để mà chống chịu những cho cây nó hấp thu chống chịu ăn, thì cái số đó giờ còn là nông dân đa số người ta sẽ phục hồi được khoảng 70-80%, còn lại chừng 50% gì đó, những người mà người ta làm biến, người ta không có làm thì nó có thiệt hại là vấn đề là rụng lá và trái nó bị mềm. Thưa anh, thì qua đây thì anh có cái kiến nghị đến ngành chức năng mà để giúp bà con mình vượt qua phèn mặn không ạ? Nói chung là khi mà nếu mà sản xuất bình thường thì cái chi phí mình nó rất là thấp, mà ở gặp cái tình trạng nước mặn này thì cái chi phí rất là cao và hơi cực hơn nữa, thì phải chăm sóc hay là phải coi như là thường xuyên. Thì nói cực thì cũng đề nghị nếu mà ở các cơ quan chính quyền mà có liên quan, nếu có được sự hỗ trợ thì bà cho bà con được để mà giảm phần cái chi phí để mà mình chăm sóc lúc cái thời gian nước mặn. Để có cơ sở duy trì năng suất cây trồng vượt qua hạn mặn, ngoài những giải pháp cơ bản trên, nông dân cũng cần lưu ý đến thời điểm xử lý vệ sinh vườn, điều chỉnh tỷ lệ ra bông cho trái phù hợp, giúp cây đủ dinh dưỡng cũng như đủ sức chống chịu, thích ứng trong điều kiện hạn mặn. Chúng ta cùng tham khảo những khuyến cáo sau đây. Đối với cây ăn quả, thì đây một thời kỳ chúng ta đã có thiệt hại do lũ rồi, do mặn rồi, cho nên hiện nay cái kiểm soát lũ vườn cây ăn quả dùng khóm ở Tân Phước thì chúng ta đã có đê bao, mặc dù đê bao nó chưa hoàn chỉnh, đê bao trong dân, thì bây giờ phải cố gắng làm sao là nâng cấp nó, các cái cống bọng phải xử lý kịp thời, mà đặc biệt là giai đoạn đầu tiên là chúng tôi sẽ thông tin rải dài các điểm đo ra, điểm đo mặn ra để thông báo kịp thời cho nông dân để đóng cống lại. Đó là đối với cây ăn quả. Bởi vì có những loại cây như sầu riêng á, nó chỉ độ mặn là 1/1000, là trên 1/1000 là nó đã bị có ảnh hưởng rồi đó. Những cây rất là nhạy cảm, rất là nhạy cảm với độ mặn, như là sầu riêng nè, vú sữa nè, khóm nè, rau lá nè, thanh long là những cây rất nhạy cảm. Nó chỉ độ mặn 1/1000 trên 1/1000 là có ảnh hưởng, có vấn đề này. Cho nên là phải thông tin kịp thời cái này, đo để mà thông báo kịp thời cho người dân, để bằng mọi cách để mình xử lý bằng cống đập, bơm trữ nước lên lúc ngọt và xử lý không cho nước mặn vào. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là từng địa phương phải có kế hoạch ứng phó trước mắt và lâu dài để bảo vệ vùng cây ăn trái, mà dùng mà thu nhập trên hecta bạc tỷ này là phải cố gắng là phải xử lý cho nó tốt. Vì ngành nông nghiệp chúng tôi sẽ cố gắng, sẽ có những tài liệu tập huấn, nếu trường hợp đã hớp mặn, đã lấy mặn lỡ vào rồi thì sao? Trước tiên là gì, phải xử lý bơm ra, bơm triệt để ra, và từ đây đó đi là bà con cũng phải có những cái mưu tưa, những cái máy động lực để sao bơm xử lý mặn này. Nếu lỡ vào thì không để nằm trong đó lâu, phải bơm triệt ra hết, tháo bọng, tháo cống, thoát ra và xử và nghiên cứu ở thời điểm mà nước ròng á là có ngọt nhiều. Nước ròng là có ngọt nhiều, chúng ta bơm để tích trữ trong mương, trong vườn. Cái nữa là hạn chế tưới, bớt tưới lại, tiết kiệm nước hơn. Và đặc biệt trong thời kỳ này nè, rất khó khăn về nước này nè, mặn rất chập chờn, có thể là lúc nào cũng có thể là canh cánh mình, bên mình, thì không nên xử lý cho ra qua trái vụ trong lúc này. Bởi vì xử lý như thế thì làm nó sinh lý của cây nó rối loạn, mà gặp mặn nữa thì rất là dễ bị thiệt hại. Cái nữa là tôi đề nghị là cái này là cả xã hội phải làm. Dân thì bờ bao, bờ dùng bờ thửa của mình là mình phải củng cố, bọng đập, cống đập bọng là mình phải xử lý. Còn những công trình mang tính chất chung của cả dùng á, thì huyện
xã cùng để ra tay phối hợp với dân để làm một chuyện này. Chương trình cây lành trái ngọt do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.